chúng ta, những người dân thường, bị ân thương lưu đày, quyết tâm chấm dứt sự thống trị bạo ngược đến từ triều ca. Hương trụ dương làm trái lời thề, giết hại con dân tàn bạo, đoạn tuyệt với trời cao. Chúng ta muốn tập hợp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, trừng phạt theo lệnh trời, mượn sức mạnh to lớn của bản phong thần, trừng phạt những kẻ tu tiên đạo xấu xa, cấu kết thương trụ, giúp thừa tướng mở bản. Chúng ta sẽ phát huy ý chí mạnh mẽ của tổ tiên, nghe theo ý chỉ của trời cao, phò tá Tân Dương theo ý trời. Chúng ta sẽ không còn bị lưu đày, chúng ta sẽ lưu đày Hương Trụ Dương. Chúng ta sẽ không còn bị lưu đày, chúng ta sẽ lưu đày Hương Trụ Dương. Đặng tướng quân, nếu thần lực của chúng tiên phong ấn thất bại, hãy phá hủy đài phong thần. Rõ, Vũ Dương. Hương thừa tướng, tất cả chuẩn bị xong xuôi, liệu có thể... Sao hắn lại đến đây? Năm thuần quả, tháng thiên tứ, đây là thời cơ để dân mệnh trời. Thành bại nằm ở lần này. Thuở đầu Hồng Quang, bản đã chỉ rõ đại nạn nhân tiên được trời cao định sẵn, quỷ ấn phong thần để thấy thái bình. Sư huynh, đã lâu không gặp. Thân công báo, món nợ máu mà ngươi thiếu với người Chu đến lúc phải trả rồi. Phá! Đám người phàm không biết tự lượng sức. Sư huynh, giờ ta đã là quốc sư của triều Thương, thiên mệnh này nên để ta bảo quản. Thương trụ vô đạo, sư tôn lệnh cho ta mang bản phong thần hạ phàm, chỉ để phò tá Tân Dương theo ý trời. Ta tán thành việc mở phong ấn trên bản phong thần, nhưng mà không phải do huynh, cũng không phải ở đây. Cướp bản! Xoay! Yeah.
sư huynh. Sư huynh. Bệ hạ, phá quỷ đại phong thần, biến. Bảo vệ bản phong thần. Lô Chấn Tử, Lô Chấn Tử, Lô Chấn Tử, quả quỷ đại phong thần. Thừa tướng, cẩn thận. Thừa tướng, đi mau. Đa tạ Lôi tướng quân. Tất cả tránh ra, tránh ra, tất cả tránh ra. Danh tính phong thần đều niêm yết kín đáo, sau khi chết sẽ thấy rõ. Thật sự như sư tôn đã nói, các đạo hữu hãy dừng bước tại đây đi, mau phải thám báo.
truy lùng tung tích kẻ địch, tìm lại bản phong thần. Rõ. Chiến tranh đã bùng nổ rồi. Sướng phụ, trận chiến này chúng ta phải làm sao mới có thể đánh thắng? Bộ phim Phong Thần Bản quyết chiến Dạng Tiên Trận. Khương thừa tướng nói không sai, Dương Tiễn tiên nhân quả nhiên thần thông quảng đại. Sư thúc ở đâu? Không phải ngươi đến dạy dỗ ngài ấy chứ? Còn cả đám người nói bừa thiên mệnh là các ngươi. Vậy thì các ngươi đến sớm một chút. Bọn ta đã bị một sư thúc khác của ngươi dạy dỗ một trận rồi. Những người này đều bị Thân Công Báo giết, còn có thi thể của rất nhiều tướng sĩ không thể tìm thấy. Sư thúc thật sự không nên khởi động bản phong thần. Chỉ một chút bất cẩn, người chịu liên lụy sẽ là vô số tiên nhân. Không khởi động bản phong thần thì chúng ta không có phần thắng. Thân Công Báo đang khơi mào chiến tranh giữa người và tiên. Ở nhân gian vẫn còn rất nhiều tiên nhân như hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể. Ngoại trừ Thân Công Báo ra, sẽ không còn tiên nhân nào can dự vào chuyện trần gian nữa. Từ nay về sau, các ngươi không được thắp nhang cho hắn nữa. Nếu ngươi có thể hoàn thành việc phạt trụ, ngươi sẽ là anh hùng trong lòng dân chúng. Ta tin họ vẫn sẽ xây lại một ngôi miếu cho ngươi. Cùng với các ngươi sao? Thôi đi, ta thích làm một mình. Chuyện ở ải trần đường không phải lỗi của ngươi. Sở dĩ dân chúng thờ cúng ngươi là bởi vì tin tưởng ngươi sẽ cứu vớt bọn họ khỏi sự khốn khổ. Nhưng mà một mình ngươi thế lực yếu ớt, tính tình ta rất kỳ lạ. Đến khi đó, ông đừng hối hận.
Chúc mừng đại dương. Mừng việc gì chứ? Đại dương nói đùa rồi. Mừng là vì quân ta có tiên nhân trợ giúp đánh trận, ngày dẹp loạn Tây Kỳ nằm trong tầm tay rồi. Đại dương nói hay lắm. Ngươi tỉnh rồi. Thừa tướng nói ngươi sẽ khỏe lại thôi. Ta không thể điều khiển bản thân. Ở trong cơ thể của ta, Ngay lúc lục hồn phiên chạm vào ta, cả người ta đều hỗn loạn cả lên. Nó đã lấp đầy đầu óc ta rồi. Cô có biết cảm giác bị đánh bại không? Ai cũng có lúc bị đánh bại. Điều hiện giờ ngươi phải làm là phấn chấn trở lại. Chúng ta đối diện với một trận ác chiến. Không, không, ta không thể khống chế nhai mặt của bản thân mình. Ta không thể khống chế. Rồi sẽ tìm được cách thôi. Nhưng mà cái giá phải trả để tìm được cách thật sự quá lớn. Ta không thể để các tướng sĩ mạo hiểm cùng ta. Ngươi cam tâm sao? Năm đó ngươi tu tiên ngộ đạo chẳng phải chính là gì lập nên một thành tích đáng tự hào trong thời loạn lạc này sao? Nếu ngươi vẫn còn chút khí phách của trước kia, hãy lấy chứng minh cho ta xem. Đừng để người bên cạnh quan tâm ngươi phải xấu hổ. Có bao nhiêu tướng sĩ đã bị ta? Không phải lỗi của ngươi, là thân công báo làm. Lấy được bản rồi. Chúng ta thật không hiểu vì sao phải ngăn cản Khương Tử Nha mở phong ấn chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu hắn xây lại Đại Phong Thần không phải chỉ vì mở phong ấn, mà là muốn mượn cái đài này phong ấn pháp lực của chư tiên tại nhân gian. Nhưng Đại Phong Thần bị hủy rồi, làm sao mở bản phong thần được đây? Lục hồn phiên sẽ chỉ dẫn ngươi mở phong ấn, hoàn thành sứ mệnh của chúng ta. Sau đó nên là lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Để ta xem thử môn đệ của ngươi có thật sự như là ngươi đã khoác lác hay không. Đánh đâu thắng đó, giúp ta thống lĩnh nhân gian hay không? Các loại mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không coi trọng, cũng xứng tùy tiện bình phẩm môn đệ ta hay sao? Đừng có quên, trước khi sứ mệnh của ta hoàn thành, các ngươi đều vẫn phải bị giam trong cung bích du này. Nhưng mà ngươi không lo lắng, sau khi mở phong ấn này, kẻ bị tước đoạt tiên lực sẽ là các ngươi sao? Sợ cái gì? Hưng tiệt diệt xiển. Hai ngươi qua bên này, mang cái này đi. Khiên đi, khiên đi. Tất cả kiểm tra cẩn thận. Mấy cái này còn dùng được, để lấy đi. Còn cái này nữa, mang đi, nhanh lên. Nặng quá, cẩn thận một chút. Sao vậy? Lên đi, lên đi. Tất cả mau lên, nhanh lên. Đừng chạm vào hắn. Đừng chạm vào hắn. Nhanh lên. Đừng chạm vào. Hắn trúng độc rồi, ở trận ôn hoàng đó.
một khi chạm vào hắn thì sẽ lây nhiễm. Đây là người cùng ta hoạn nạn có nhau, từ Tây Kỳ đến đây, dù sao cũng phải để hắn xuống mộ yên nghỉ chứ. Xuống mộ yên nghỉ đi. Hắn cũng vì muốn tốt cho chúng ta, lại suy nghĩ cho đại cuộc của quân ta. Thiên Hóa, ta biết. Nếu không phải Dương Tiễn tiên nhân, có lẽ chúng ta sẽ thương vong nhiều hơn. Bệ hạ, thần vẫn không có cách nào tin tưởng người này. Chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta nhất định... Đặng tướng quân, ngươi không cần nhiều lời. Bệ hạ có còn nhớ năm đó lúc tiên phụ bị quân Thương bao vây ở ải Thanh Long, ông ấy vẫn tràn đầy mong đợi cầu cứu những người tu tiên. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, một người đến cứu viện cũng không có. Ta cũng không còn lựa chọn. Thân Công Báo là quốc sư của Thương Trụ, nhất định sẽ chiêu mộ người tu tiên dốc sức cho triều Thương. Việc này có nghĩa là trong cuộc chiến tranh này, tiên giới chỉ lựa chọn một trong hai trận doanh, bên chúng ta và bên chống lại chúng ta. Nhưng Thân Công Báo dùng danh nghĩa của quân ta đốt giết cướp bóc khắp nơi, chẳng lẽ trong mắt dân chúng kẻ giết hại người phàm ngược lại là chúng? Chỉ cần không thẹn với lòng là được. Mỗi một cửa ải chúng ta đoạt được thì phải chịu trách nhiệm với dân chúng sau cửa ải. Đây chính là sứ mệnh của chúng ta. Phái quân giám sát lương thực, chi chút đồ ăn cho dân, lệnh cho toàn quân nhất định không được quấy nhiễu. Rõ. Đặng tướng quân, giám sát nhất cử nhất động của hắn. Mau lên, mau lên, hai người qua bên này. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, qua bên này. Hoàng tướng quân, mời. Mời. Ta nghe thừa tướng nói ngươi bế quan tu luyện 60 năm, cửu chuyển nguyên công sẽ khiến ngươi trẻ mãi không già, có lẽ nhìn vào sẽ có chút khác biệt. Nói như vậy, thứ ngươi tu luyện là thuật trẻ mãi không già? Không phải. Không chỉ là vậy, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đối xử như vậy với di thể của đồng bào bọn ta. Tướng sĩ chết trận xa trường nên nhận được sự tôn trọng. Thiên Hóa, đi thôi. Được. Không sao chứ? Xin lỗi, huynh chẳng phải là đệ tử của Dân Trung Tử tiên nhân ở động Ngọc Trụ núi Trung Nam đó sao? Chính là tại hạ. Không cần khách sáo, huynh chỉ nghe nói thế thôi sao? Không thì còn gì nữa đây? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nè, ta hỏi huynh một chuyện. Cô ấy có vẻ hơi chống đối ta nhỉ? Cô ấy hả? Không chỉ với huynh đâu, còn ai nữa sao? Thừa tướng, nhiệm vụ quan trọng trong quân là chuyện cơ mật, sao có thể để tiên nhân tham gia vào? Thám báo của quân ta vẫn luôn theo dõi hành tung của Thân Công Báo. Có lẽ chúng ở nơi này thành Châm Tẩm. Đây là nơi nào? Là thành đô của triều Hạ. Bây giờ cũng thành một đống quan tàn rồi. 500 năm trước, thành Thang Dương, quân chủ khai quốc của triều Thương, đã đánh bại Hạ Dương Kiệt, được 100 vị tiên nhân che chở. Chỉ dựa vào một đám người phàm sao? Không sai, chỉ dựa vào một đám người phàm. Đây là sự thật. Khi đó, thừa tướng Y Doãn của thành Thang Dương nghe theo mệnh trời, mang theo bản phong thần xuống nhân gian. Y Doãn sau trận chiến dịch đó
đã phong ấn bản phong thần ngay tại chỗ cho đến nay. Còn thân công báo chắc là đã tìm được cách mở phong ấn ở đâu đó. Hiện giờ đã đến lúc các vị thể hiện bản lĩnh của mình rồi. Thiên mệnh quyền điểu giáng xuống sinh ra nhà thương. Thiên mệnh cái gì chứ? Chỉ dựa vào giết hại tiên nhân mới giành được thiên hạ. Việc Khương Tử Nha và chủ tử hắn muốn làm chẳng gì khác ngoài chút thủ đoạn này. Chuyện ở nhân gian ta không quản được, ta chỉ mong đem bản phong thần về lại thiên giới. Hiện xem ra thứ mà ta phải biết quả thật không ít. Vô dụng. Tránh ra. Thân công báo, tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi. Nơi này vẫn chưa khiến ngươi tỉnh ngộ sao? Cái gọi là phong thần chính là đem tiên nhân đi hiến tế, đổi lấy bình yên cho người phàm. Bỏ bản xuống. Đầu hàng. Đầu hàng sao? Kẻ đầu hàng nên là các ngươi. Tất cả nhìn cho kỹ đi. Phong ấn của bản phong thần đã được mở ra rồi. Chỉ cần ta mở nó ra, trên mảnh đất Trung Nguyên này sẽ có vô số tiên nhân bị hiến tế. Có muốn nhìn thử xem trên bản này có các ngươi hay không? Đừng. Làm hết hồn nha. Ngươi chính là Na Tra đúng chứ? Khỏi cần làm quen. Ta không làm đồng đội với Tam Nhãn Ca và các người phàm đâu. Bổn tiên đến một mình, đi cũng một mình. Còn ngươi lại, mau bảo danh tính. Lão tử là Thổ Hành Tôn. Cáo từ. Hắn cũng là kẻ tu tiên. Mặc kệ hắn, dù sao cũng là một kẻ phá rối. Có phải chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào để đuổi đánh hắn?
Ta còn phải chuẩn bị một chút. Chuẩn bị một chút đó. Là ai phái người đến? Bản phong thần phái ta đến đó. Ta đã để ý nó rất lâu rồi. Nếu như ngươi không giao ra đây, lão tử không rời nửa bước. Ngươi dám động vào bổn đại gia? Đại gia, ta không có thời gian ở đây chơi trò giặc với ngươi đâu. Không phải, đợi ta ghét nhất người khác chửi ta luôn. Ta kêu ngươi lùng hồi nào? Không phải bây giờ, ngươi nói rồi sao? Đúng là phô trương. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Ta nghe nói Tây Kỳ gặp nạn, đặc biệt đến để trừ gian diệt ác. Có gì thì từ từ nói có được không? Ta lấy bản phong thần đổi chút tiền đó. Hóa ra là vì tiền. Được, chúng ta ôn hòa nhã nhặn từ từ nói. Cảnh giới của ngươi, ta cao hơn ngươi rất nhiều đó. Trước giờ ta không cảm thấy tiền có thể khiến ngươi trở nên lùn. Hắn nói ngươi lùn kìa, nhìn được không? Nè, các người cố ý chứ gì? Vậy là đánh xong rồi. Huynh rất tán thưởng bọn chúng ha. Sư huynh, các ngươi không nên nhốt ta ở đây. Đây là một sự sỉ nhục đó. Nhìn mấy người bọn họ, khiến cho lão phu nhớ lại lúc ta còn trẻ. Đừng tự giác vàng lên mặt của mình nữa. Lúc huynh còn trẻ, không bằng một nửa của bọn họ kìa. Lão già đủ thẳng thắn nha, ta thích. Tại sao mở phong ấn trên bảng ra vẫn không có tiên nhân được phong thần? Tiên thuật của ngươi rất khá, nhưng mà ngươi không hề có căn cốt để hiểu thấu thiên lệnh. Đừng làm ra dễ quyền bí nữa. Ta hiểu rõ hơn huynh đó. Bản phong thần không giúp được tiên nhân một chút nào hết trơn, chỉ có thể để cho người phàm cưỡi lên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Đừng để ý kẻ điên kia. Có phải chúng ta nên dùng bữa rồi không? Nè, nè, ngươi còn biết gì về thân công báo? Ta nghe nói Tiệt giáo dùng bản phong thần làm điều kiện, ở sau lưng hỗ trợ hắn làm việc. Làm nghề của bọn ta phải dựa vào tin tức nhanh nhạy. Xin hỏi ngươi làm nghề nào vậy? Sưu tầm đánh giá pháp bảo. Trộm giặc. Nếu như cô không thích, ta có thể
Rửa tay gác kiếm mà. Đúng là ngươi nên rửa tay rồi đó. Được thôi, muốn mời được Tiệt Giáo hạ phàm, hắn còn phải tạo một lối đi giữa nhân gian và tiên giới. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn và Thương Dương Học đắc kỷ thông đồng cùng với nhau. Chẳng lẽ thân công báo dùng pháp thuật khống chế đắc kỷ? Chuyện đó khó mà nói nha. Cũng có lẽ cô ta đã dùng mỹ nhân kế với thân công báo. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Chỉ dựa vào việc mở phong ấn bản phong thần cũng không làm nên tác dụng gì. Có lục hồn phiên này là được. Đó là pháp bảo của Thông Thiên Giáo Chủ, chưởng môn Tiệt Giáo, xây dựng tế đàn và lấy nó làm thứ chỉ dẫn. Rồi dựa vào bản phong thần đã được mở phong ấn là có thể mở thông thiên môn ra, để hai giới người và tiên hoành hành không bị cản trở. Chẳng lẽ đây chính là lý do họ cướp bản? Chưa chắc đây là mục đích của họ. Từ xưa đến nay, Tiệt Giáo thu nhận đồ đệ đều không có kén chọn. Nếu bọn họ ngấp nghé nhân gian này thì nhất định sẽ sinh ra tai họa. Quỷ nó đi chẳng phải được rồi sao? Chờ đã, ta cũng đi. Nè, nếu ngươi muốn gia nhập cùng với bọn ta, e rằng phải sửa một vài thói cũ rồi. Nè, thứ này sao lại ở trong ngực của ta? Bảo vật này thần kỳ quá ha. Thứ đồ chơi này khó giải quyết quá. Nè, ta nghe nói ngươi biết biến thân, chính là kiểu biến thân hoàn toàn phóng thích đó. Hay là ngươi biến thử coi, nói không chừng có thể phá quỷ. Ta thấy hay là thôi đi. Không được, nếu ta không quỷ nó thì nó sẽ quỷ hoại ta. Nè, bình thường ngươi biến thân như thế nào? Là đánh một trận hay là bị thương? Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm không làm hại đến ngươi. Ngươi muốn làm gì vậy? Muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Hay là nói chỉ khi ngươi bị thương mới được? Đừng đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa. Không muốn mạo phạm. Ngươi cẩn thận quá rồi đó, Tam Nhãn ca. Làm người thì nên vô tư một chút. Không phải ngươi nên nghiêm túc một chút sao? Ta không có hả? Ngươi chưa từng suy nghĩ tại sao Khương Tử Nha đến giờ mới gọi chúng ta đến? Ta tự nguyện đến. Nhìn đi, dáng vẻ chính nghĩa hào hùng của hắn kìa. Ngươi tưởng ngươi như vậy con người sẽ mang ơn nhớ đức thờ phụng ngươi sao? Dù sao tốt hơn không có ai thờ. Ngươi đó, đúng là trước giờ vẫn không hiểu tại sao những người phàm lại kính trọng ngươi. Con muốn xem thử ai lợi hại hơn không? Hữu dũng vô mưu. Để người phàm cưỡi lên đầu chúng ta. Thân công báo nói với Khương Tử Nha những lời này tuyệt đối không phải thuận miệng nói ra đâu. Vậy vẫn còn gì mà chúng ta không biết? Ta thấy hắn tu tiên đến ngốc rồi. Đừng để ý thứ đồ chơi rách nát này nữa. Trực tiếp bay đến thành Triều Ca, giết chết Trụ Dương. Chẳng phải chuyện bản phong thần sẽ chấm dứt sao? Ta và các người không giống nhau. Chỉ khi ta làm hại bản thân mới có thể có được sức mạnh. Ta còn không biết bản thân mình là cái gì nữa. Nata, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Nè 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 nè, để ta với. Giờ số lương thảo này qua đi. Nhanh lên,
Đây là thù lao cho việc bắt được thân công báo. Trời ơi, khách sáo đến làm gì chứ? Vậy ta sẽ... Ta không khách sáo như vậy đâu. Lấy tiền rồi, ngươi phải giúp bọn ta. Ngươi đưa đây. Ngươi còn phải đưa ta ba túi nữa đó. Gan kiếm tiền thì có đó, chỉ không biết loại tiên nhân thừa thải này có còn mạng để tiêu tiền hay không. Nè, cô hiểu lầm rồi. Tao có biết Tây Kỳ các ngươi giả trò gì. Chẳng phải các ngươi muốn phong ấn pháp lực của tiên nhân sao? Nhưng mà nếu như ta lỡ miệng thì không có tiên nhân giúp các ngươi đâu nha. Thanh danh của tiên nhân đều bị loại người như ngươi làm hỏng hết rồi. Thanh danh của tiên nhân cũng như ngươi thôi, đều không đáng tiền. Nhưng mà gì cô, ta có thể lấy ít đi một túi. Đã quỷ lục hồn phiên chưa? Ông giải thích chuyện đại phong thần rõ ràng trước đi. Đúng vậy sư thúc, có phải chúng ta nên đối xử với nhau thẳng thắn một chút không? Mở bản phong thần ra thì sẽ biết quy lực của bản phong thần. Đây chỉ là bước đầu tiên. Sửa chữa đại phong thần xong là có thể thao túng bản phong thần. Đến lúc đó, pháp lực của tất cả tiên nhân nơi trần gian đều sẽ bị tước đoạt hết. Kẻ tu tiên đang làm sàng làm bậy ở nhân gian, đây là cái giá của các ngươi nên trả. Một năm trước, thân công báo phá hoại khế ước của người và tiên, dùng người tiên tu trợ giúp trụ dương vô đạo, đàn áp dân chúng và chống lại đại quân chư hầu. Nếu chúng ta không mở bản phong thần ra thì không còn cách nào áp chế những người tu tiên phía thân công báo. Nếu không như vậy, chúng ta khó có phần thắng. Nhưng vì để phạt trụ thành công, người có thể ích kỷ đến vậy sao? Ông ta nói mấy lời quan đường này ngươi cũng tin hả? Đúng vậy. Vậy thì đi hỏi những tướng sĩ đã chết đi. Nếu tiên không còn pháp thuật thì pháp bảo cũng thành đồ bỏ đi. Hay là các ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm một ít pháp bảo, đi kiếm chút tiền. Chả trách ngươi sốt sắng với bản phong thần như vậy. Ngươi và ông ta cũng cùng chung chí hướng. Đám người ô hợp. Thừa tướng Na Tra, ông vẫn luôn lừa gạt bọn ta. Tính khí của ngươi đúng là có chút kỳ quái. Ta đếm đến ba, bỏ vũ khí xuống. Ba, một. Chờ một chút. Mua bán không thành, giao tình vẫn còn, giao tình vẫn còn. Phải trái rõ ràng, chúng ta tiên phàm khác biệt. Nè, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài có động tĩnh. Có địch tấn công, có địch tấn công. Toàn quân vào vị trí.
Đặng tướng quân, đừng giết ta, ta là người mình. Natra, Natra, bảo vệ dân chúng trong thành cho tốt. Được. Phá! Quân Chu giết người rồi! Quân Chu giết người rồi! Quân Chu giết người rồi! Các người muốn giết vua sao? Lần đầu tiên được người ta ngước đầu nhìn có đúng không? Ta khinh. Dựa vào đầu óc ngươi, chỉ xứng là một tên trộm. Đừng động vào hắn. Ngươi giúp trụ dân làm ác, không xứng trở thành tiên nhân. Hoàng Thiên Quá, Hoàng Thiên Quá, hiện tại các ngươi mới là làm ác. Vũ Dương từng là người được lòng dân gửi gắm, thật không ngờ lại lạm dụng tiên đạo tà thuật, làm hại dân chúng vô tội, làm trái ý trời. Cho dù triều thương diệt vong, dân chúng cũng sẽ không thuần phục hắn nữa. Bất kể ngươi dùng thủ đoạn đê hèn gì, người phàm bọn ta sẽ không khuất phục đâu. Hoàng Thiên Quá, sẽ không khuất phục hả? Cả phàm trần đều phải khuất phục trước ta. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy được nữa rồi.
giao bản ra sẽ không giết hắn. Của các ngươi đây. Hoàng Thiên Quá, Hoàng Thiên Quá, ngươi bị thương nặng như vậy, ta phải tìm người cứu chữa. Lần này có thể đáng một túi tiền rồi chứ. Hoàng Thiên Quá, Hoàng Thiên Quá, Hoàng Thiên Quá. Hoàng Thiên Quá luôn tin rằng tiên nhân mà tướng phụ triệu tập sẽ cùng giúp chúng ta kết thúc thời đại hỗn loạn này. Nhưng mà cuối cùng hắn không ngờ được. Bệ hạ, ngài tin không? Gió nam thổi mạnh, cản giáo mát của ta. Hỡi trời xanh ơi, đồng bào ta đã chết. Chiên trống dồn dập mà lòng đau thương. Đi đầu làm vua, mở ra tứ phương. Nam sơn hùng vĩ, hoài niệm không quên. Cam nguyện đau thương, cũng phải bước tiếp. Thương thân chinh phu, chôn thân nơi Gò Mã, không còn sức lực. Cảm động trời xanh,
có còn gia quyến không? Không có. Nghe nói cha hắn từng là một đại tướng của quân Chu, trước kia cũng hy sinh trên chiến trường. Vì cái gì mà không ngại chết ngoài chiến trận vậy? Bọn họ vì một niềm tin, khát khao có được một thời đại hòa bình. Nhưng vì lật đổ một người, chết nhiều người như vậy có đáng không? Vì niềm tin này thì xứng đáng. Nhưng mà có lẽ chúng ta không thắng nổi rồi. Ta thấy chưa chắc đâu. Ngươi có từng suy nghĩ Thân Công Báo tại sao lại bị chúng ta bắt ở thành Chăm Tầm không? Vì hắn muốn đánh bại chúng ta, để tất cả mọi người đều hận chúng ta. Kết quả, hắn đã thành công rồi. Không, hắn không thành công. Hắn còn thiếu một bước. Thông Thiên Môn, báo thừa tướng, các tiên nhân đều đã rời khỏi quân danh, tìm thấy Thân Công Báo rồi, là hướng thành Đồng Quan. Bệ hạ, lão thần đề nghị mau chóng lệnh cho toàn bộ binh mã lập tức nhổ trại chinh phạt Triều Ca. So với lời đồn, ngươi thông minh hơn một chút. Là các ngươi quá ngu thôi. Đại quân Tiệt Giáo sắp đến rồi, nhân gian đều sẽ là của ta thôi. Vậy mà ngươi thật sự cho rằng một cái ngó sen sẽ có hồn phách giao nhân gian cho ngươi? Ta không thể yên lòng được. Từ nay về sau, ngươi phàm sẽ biết kính sợ là cái gì.
Tướng phụ, Đồng Quan đã xảy ra chuyện gì? Vạn tiên trận. Vạn tiên trận. Kiếp nạn mà thiên mệnh tiên đoán cuối cùng cũng đã đến. Cung nghênh giáo chủ thánh lâm phàm giới, chấn chỉnh lại sơn hà. Cung nghênh giáo chủ thánh lâm phàm giới, chấn chỉnh lại thiên hà. Làm ăn này lớn rồi. Các người còn có thể đến muộn thêm nữa không vậy? Cứu mạng! Cứu mạng giới! Cứu mạng! Cứu mạng giới! Đừng chạm vào nó! Vô dụng thôi! Vô dụng thôi! Không ai cứu nổi chúng ta nữa! Cái này không dễ đối phó đâu! Bọn họ và pháp trận gắn liền lại với nhau. Người còn thì trận mạnh, người chết thì trận tan. Thôi tiêu, trận này dùng lưỡng nghi làm gốc, hợp lại thành hình dạng. Hình dạng to vô tận. Đến sau cùng, cả nhân gian đều sẽ bị nuốt vào. Chúng ta đi đối phó với từng người giữ trận. Không thể để trận pháp tiếp tục lan rộng. Bọn họ sẽ không cho chúng ta thời gian phá trận. Ngươi từng thấy thứ này chưa? Né ra, cẩn thận. Cẩn thận!
Hãy để ta lập một nhóm địa thủy phong quả khác. Đánh thế nào đây, Dương Tiễn? Chúng ta đánh tập thể trước khi thông thiên môn còn chưa đóng lại. Nata, ngươi phụ trách tâm trận phía đông nam. Lô Chấn Tử, ngươi phụ trách tâm trận phía tây bắc. Thổ Hành Tôn, phải làm cơ động. Nếu như lại có thú dữ xuất hiện, nhớ phải giam chân nó lại. Ta và Đặng tướng quân phụ trách tâm trận dưới đất và bảo vệ dân chúng. Chờ chút, tại sao lại là ta đi dẫn dụ thú dữ chứ? Cậu Phú Quý trong nguy hiểm mà. Cậu trong nguy hiểm ha. Mọi người ai làm việc nấy đi, tìm ra cơ hội phá hủy thông thiên môn. Nhiều người như vậy đánh sao đây? Hóa ra phong thần quý vị là do kiếp nạn gây ra. Một mực nhượng bộ, không đổi được sự mang ơn của người phàm. Ngược lại chi bằng tẩy sạch thế giới không có tín ngưỡng này đi. Ngươi hủy hết tất cả, ta xưng dương thế nào đây? Không phải ngươi đã hứa giao nhân gian cho ta sao? Chờ sau khi hủy xong sẽ cho ngươi. Nói hay lắm, vẫn nên để lại cho ta thế giới mà ngươi chưa hủy hoại đi. Để ta kết thúc tất cả. Hai người các ngươi không làm nô tài của Trụ Dương nữa hả? Đám tiên nhân các ngươi
trốn ở nhân gian như vậy sao? Nơi này không phải là nhân gian gì hết, nơi này là nhà của bọn ta, không ai được phép quỷ hoại đó. Đúng, nhà của chúng ta. Tiên nhân nói không sai, đây là nhà của chúng ta. Chúng ta không làm nô tài của ai hết. Đúng, chúng ta không làm nữa. Đúng vậy, không làm nữa. Không làm nữa. Yểm hộ cho ta. Được. Nữ nhân ngu xuẩn. Tiện dân, đánh chết hắn, đánh hắn, đánh chết ngươi. Tiện nhân, làm gì? Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Muốn làm gì vậy? Thiêu chết hắn đi. Ngọn lửa này, vì tướng sĩ quân Chu đã chết trận, và cả Hoàng Thiên Hóa tướng quân. Khoan đã, Đặng tướng quân, ta có cách đánh lùi Tiệt giáo. Nói. Đưa ta. Đặng tướng quân, mở cờ đắc thắng. Tiên nhân cũng dễ làm quá ha. Mở cờ đắc thắng. Người phàm nông cạn tự đại. Sứ mệnh vinh quang như thế này, vẫn nên để ta hoàn thành đi. Đứa nhỏ này đúng là một tên nói nhiều mà. Đám người phàm hèn mọn các người đều sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa sức giận của ta. Cả phàm giới đều sẽ rung rẩy vì sự dày dò của ta. Vạn vật đều sẽ hóa thành tro bụi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ta muốn làm một mẻ lớn. Chờ một chút. Các ngươi không ai được làm hại nữ nhân của ta. Ai là nữ nhân của ngươi? Đã là lúc này rồi, đừng nói nhảm nữa, ra tay. Được.
Hiện giờ người phàm và thần tiên đều quá điên cuồng rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tất cả kiên trì, xử hắn. Na Tra! Na Tra! Na Tra! Na Tra! Đám kiến hôi các ngươi, không ai có thể phá hoại kế hoạch của ta. A Ngọc, người thân là thần tiên, tại sao lại che chở cho người phàm? Bởi vì đây là nhà của bọn ta. Nói đúng, đây là nhà của bọn ta. Thank you.
Ngươi không thể dập tắt được hy vọng của bọn ta đâu. Ngươi vĩnh viễn sẽ thất bại mà thôi. Sẽ mang những đau khổ mà ngươi đem đến cho bọn ta trả hết lại cho ngươi. Sư tôn, con không muốn chết. Sư tôn, người nhìn con đi, cứu con với. Sư tôn, sư tôn, cứu tụi con với. Con không muốn chết đâu sư tôn. Sư tôn, con không muốn chết đâu sư tôn. Sư tôn, cứu con với. Sư tôn, con không muốn chết đâu. Tụi con ở đây mà sư tôn. Sư tôn, người nhìn bọn con đi. Cứu con với sư tôn. Sư tôn, cứu con với. Cứu con với sư tôn. Cứu con với. Sư tôn, con không muốn chết. Sư tôn, cứu con với. Con không muốn chết đâu sư tôn. Sư tôn, sư tôn, cứu tụi con với. Sư tôn, sư tôn. Hay quá. Hết rồi, xong hết rồi. Yên bình rồi, yên bình rồi. Đa tạ ngài, đại anh hùng. Đừng khách sáo. Ngươi đem câu này nói với bọn họ lần nữa là được rồi. Kìa, còn họ nữa. Là Dương Tiễn. Dương Tiễn đó, phải. Đại anh hùng. 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 Lệnh tôn sẽ tự hào vì ngươi. Đâu có gì đáng tự hào đâu. Nên làm thôi mà. Các tiên nhân, trận chiến lần này nếu như không có các vị, chúng ta chắc chắn không đánh thắng. Đa tạ. Trung lương đã hết, văn võ tiêu điều. Sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ đến đại cuộc đi. Ngươi nhốt ta ngoài cửu trùng thiên, bản phong thần này cũng sẽ rời khỏi nhân gian. Đến khi đó, ngươi làm sao mà ăn nói với Vũ Dương và Khương Tử Nha đây? Nhiệm vụ của bản phong thần đã hoàn thành. Không, vẫn còn một điều cuối cùng. Nhìn đi, Thương Tụ đã sụp đổ, bản phong thần cũng đã trở lại thiên giới. Xem ra tâm nguyện của mọi người đều đã hoàn thành rồi. Tâm nguyện của bệ hạ vẫn chưa hoàn thành đúng không?
Thời đại Thái Bình chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nè, An Ngọc, cùng ca ca phiêu bạc giang hồ đi. Tâm nguyện của ta cũng coi như hoàn thành. Chỉ là các tiên nhân đều đã rời khỏi, bản phong thần cũng không còn ở nhân gian. Nếu như có một ngày chúng ta gặp nguy nan như thế này, chúng ta phải làm sao đây? Đến khi đó, bọn họ vẫn sẽ quay lại thôi. Cái này là một khế ước mới sao? Cái này là một lời hứa giữa bằng hữu với nhau.